Hai cô em vợ của Trấn Thành xinh đẹp, giỏi giang nhưng đời tư trái ngược hoàn toàn. Harigon có hai cô em gái thuộc thế hệ 9X vô cùng xinh đẹp. Cả hai lần đầu tiên lộ diện trước truyền thông vào đám cưới của chị gái với Trấn Thành vào cuối năm 2016. Nhan sắc hai em gái ruột bà xã Trấn Thành từng khiến nhiều người suýt xoa vì quá xinh đẹp, trong ảnh là mẹ ruột Harigon cùng hai em gái là Rudia Yu và Maria Yu. Trong khi cô em út vốn quen mặt với khán giả truyền hình vì sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thì cô em gái Maria Yu lại rất kín tiếng. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất em gái kế nhà Harry Won xuất hiện trước truyền thông. Maria chủ yếu sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Đây là lý do cô ít lộ diện cùng chị gái và anh rể Trấn Thành như Rudia Yu. Trong hai cô em gái, Maria Yu được fan nhận xét giống nữ ca sĩ Anh Cứ Đi Đi hơn cả. Dù sở hữu ngoại hình không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào, nhưng Maria Yu lại không mặn mà với thế giới giải trí. Hình ảnh hiếm hoi mà Harry Won chụp cùng em gái được Maria Yu đăng tải trên trang cá nhân. Theo chia sẻ của Rudia Yu, Maria Yu là người hiền lành và dịu dàng. Cả Rudia Yu và Maria Yu đều có mối quan hệ thân thiết với anh rể Trấn Thành, hai bên thường xuyên tương tác qua lại trên trang cá nhân. Trấn Thành thỉnh thoảng còn trêu chọc khi thấy em vợ viết sai tiếng Việt. Hình ảnh đời thường giản dị của cô em gái có ngoại hình giống Harry Won nhất. Nhan sắc xinh đẹp của em gái kế nhà Harry Won. Rudia Yu là em út nhà Harry Won, giống như Maria. Rudia xuất hiện lần đầu trước công chúng trong đám cưới chị gái. Rudia được nhiều người biết tới bởi cô sinh sống ở Việt Nam và thỉnh thoảng được chị gái Harry dẫn tới tham gia sự kiện trong showbiz. Tháng 4, 2019, em út nhà Harry bất ngờ xuất hiện trong tập 24 chương trình Siêu Bất Ngờ. Đây là game show do Trường Giang và Harry làm MC. Lần đầu lên sóng, em vợ của Trấn Thành liên tục bị ông xã Nhã Phương chọc ghẹo, nói xéo về khả năng sử dụng tiếng Việt. Em vợ Trấn Thành đang theo học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố. Năm ngoái, cô cũng góp mặt trong tác phẩm Gia đình mén của chị gái ruột. Em gái Harry Won được nhiều người hâm mộ yêu mến vì sở hữu nhan sắc ngọt ngào dễ thương. Đặc biệt, Rudia còn gây chú ý với chiều cao ấn tượng, đôi chân dài nuột nà không kém các người mẫu. Trên trang cá nhân, người đẹp Hàn Quốc không ngại diện những trang phục khoe được lợi thế hình thể. Thân hình gợi cảm của em gái Harry được nhiều người nhận xét ăn đứt chị gái ruột. Cô em vợ của Trấn Thành theo đuổi phong cách dễ thương, trẻ trung và hiện đại. Trên trang cá nhân, Rudia thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đi chơi cùng bạn bè.